Chào các bạn nha, đây là những cái chai silicone rất là thông dụng trong cuộc sống. Nhiều người dùng nhưng mà có thể không hiểu hết được những cái thông số trên cái chai silicone để dùng vào cho nó đúng và hiệu quả nhất. Thì hôm nay mình chia sẻ với bạn một số vấn đề về silicone nha, giúp cho các bạn có thể ứng dụng và sử dụng nó tốt hơn các bạn. Trên tất cả các chai silicone thì nó sẽ có cái thông số ở trên này. Đây là cái chai silicone của hãng SBK nha, loại này mình thấy rất là tốt mà giá rất là rẻ nha. Trên các cái chai silicone nó đều có ghi cái số này các bạn. Cái số này nha, các bạn phải lưu ý này. Trên nó sẽ ghi là A500, A300, A100 chẳng hạn. Thì mỗi loại nó sẽ có tác dụng khác nhau nha. Thì các loại silicone nó đều có một đặc điểm khá là giống nhau. Tuy nhiên, ví dụ như thằng A100 các bạn, cái bề mặt của keo A100 á, nó có độ bám dính khá là cao, cho nên nó sẽ thích hợp vào cái việc mà khi mình gắn keo xong mình cần sơn phủ lên các bạn. Nếu như mình sơn lên keo A100 á thì nó sẽ bám dính được sơn nha. Còn A300 và A500, các bạn sơn phủ lên nó sẽ bị trôi sơn đi nha. Đó. Còn thằng A300 ấy, nó có một đặc tính là ăn mòn kim loại và ăn mòn nhựa. Cho nên nếu như các bạn mà cần gắn silicone lên nhựa hoặc là sắt thì các bạn không dùng được thằng A300 nha các bạn. Bởi vì nó sẽ làm mòn sắt và làm mòn nhựa nha các bạn. Còn nếu như thằng A500 thì các bạn có thể gắn thoải mái lên sắt, lên nhựa, lên kính, lên nhôm. Rất tuyệt vời luôn và độ bám dính rất là cao, độ đàn hồi cực kỳ cao luôn. Bây giờ mình sẽ test cái thằng A500 cho các bạn xem thấy mức độ hiệu quả nó nha. Và cái chịu thời tiết khắc nghiệt giữa lạnh, nóng và axit như thế nào nhé các bạn. Silicone A500 thì nó có rất nhiều màu sắc các bạn. Trong này, màu đục này, màu đen này, màu nâu này, rất nhiều màu nha. Cho nên mình sẽ test thằng màu nâu trước thôi. Mình sẽ bơm lên đây nha, cho nó dính vào sắt, sau đó mình bỏ vào tủ lạnh ngăn đá rồi đun sôi xem nó còn bám dính tốt không nhé các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ bắn lên đây nha, một đường silicone dày luôn để test cái độ bám dính của nó xem có tốt không các bạn. Mình bắn dày và ép sát vào luôn nha. Đó. Rồi, ok. Mình sẽ bắn tiếp vài ba đường nhỏ nữa để xíu nữa mình test cái độ co giãn các bạn. Xem mức độ co giãn nó sau khi chịu nhiệt độ nóng lạnh nó có còn tốt hay không nha. Mình sẽ bắn đường nhỏ thôi để xíu mình kéo dàn cho nó dễ. Ok nha. Tiếp thêm đường này nha. Cái loại keo này nó có độ co dàn cực kỳ lớn luôn á. Lên gấp tới 5 lần luôn nha. Rất là kinh khủng nha. Giờ mình sẽ bắn để xíu là mình test cho các bạn từng loại để các bạn xem. Cực kỳ kinh khủng luôn. Để 3 đường nhé. Để thêm đường cuối cùng đi. Để cho nó rớt tự nhiên luôn, không có bắn lên. Ok nhé. Rồi, bây giờ các bạn xem này. Bắn xong 5 đường nha. Rồi, bây giờ mình sẽ phơi nắng cho nó khô đi. Ok, xong mấy tiếng nó khô thì mình sẽ bỏ vào ngăn đá của tủ lạnh nha. Đấy, các bạn thấy không? Rất là lạnh, đông tống tuyết luôn nha. Rồi, để đây khoảng 2-3 ngày nha. Sau mấy ngày đêm bỏ vào tủ lạnh, ngăn đá các bạn. Thì các bạn thấy này, nó đã đông tuyết thế này rồi nha. Đông tuyết thế này rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục bỏ vào nút nước sôi. Đây, nước đang đun sôi đây. Bỏ vào xem nó thế nào nha. Đấy, hiện tại bây giờ sau khi đông đá này các bạn, cái cao su nó đang rất là mềm, vẫn mềm dẻo bình thường quá, vẫn mềm bình thường nhá. Đấy, tuyết nó đông ra này, trắng luôn ha. Đó. Rồi bây giờ bỏ vào nước sôi. Đấy, bỏ nước sôi rồi các bạn sẽ chờ một xíu nhá, chờ 5-3 phút mình đun thiệt sôi đi xem nó như thế nào. Rồi, ok. Đây mình test sự thay đổi nhiệt độ đột ngột nhá, từ cực lạnh qua cực nóng, xem cái silicone nó còn tốt hay không và vẫn có giãn tốt hay không nhé các bạn. Cái này mình đã test rất nhiều lần, mình thấy rất là tuyệt vời luôn. Còn đây là làm để chứng minh cho các bạn xem là cái silicone này nó khá là tốt. Mình tin tưởng dùng nó các bạn. Mà giá rất là rẻ nữa. Okay. Đấy, nước sôi mạnh rồi đấy. Huh.
Ok nha, tạm mà test vậy là được rồi. Thực tế không có cái nào mà lạnh như vậy và nóng như vậy đâu các bạn. Thực tế không bao giờ như vậy ha. Quay nóng quá. Mình lấy này ra nha. Dùng này gấp mới được. Rồi. Silicon bây giờ vẫn không có biến dạng hết các bạn, vẫn bình thường này, vẫn mềm dẻo luôn. Bây giờ sẽ tách ra và kéo dàn các bạn xem nha. Như các bạn vừa thấy thì mình đã bỏ vô ngăn đá cho nó đông thành tuyết, sau đó bỏ đun nước sôi nha. Mà cái silicon nó vẫn bám dính rất là tốt nha. Và rất mềm dẻo luôn. Đây, mình phải cắt ra một đoạn nha. Đây, cắt ra. Nó vẫn co giãn rất là tốt các bạn. Đây. Đó, còn cái phần này mình test này. Rất là cứng nha, vẫn bám cực kỳ chắc luôn. Đó, vẫn mềm nha. Một số loại silicon mà sau khi làm thế này nó bị đông cứng lại các bạn. Còn cái này thì cực kỳ mềm. Và độ kéo dài của nó rất là tốt luôn. Đây, đây các bạn thấy không? Mình kéo dài các bạn xem nhé. Một đoạn khoảng tầm 20 phân thôi. Nhưng mà kéo dài ra nè. Cực kỳ kinh chưa? Nó ra được khoảng tầm 1 mét. Như vậy là nó khoảng tầm gấp 5 lần. Gấp 5 lần quá. Mà không hề đứt nhé. Rồi, mình cắt lại mấy miếng đang còn gắn trên cái sắt này các bạn. Để cho các bạn xem mức độ co giãn nó còn tuyệt vời thế nào nha. Đây. Cái này là một cái khoảng tầm 20 phân nha. Và mình sẽ kéo giãn ra xem nó gấp bao nhiêu lần nhé các bạn. Đây, 20 phân. Kéo ra. Đây. Kéo ra khoảng tầm gần được 1 mét. Từ đây khoảng gần 1 mét, tức là gấp khoảng 5 lần các bạn. 5 lần. Nhưng vẫn còn co giãn rất là tốt. Cực kỳ tuyệt vời. Thấy chưa? Đấy. Khá là ok nha. Còn với cái này thì bám dính cực kỳ tuyệt vời rồi. Cho nên bắt buộc phải dùng dao mới cào ra nổi các bạn. Dao mới cào ra nổi. Rất là chắc ha. Rất là chắc. Kinh chưa? Đấy. Đó, co giãn cực kỳ tốt nha. Rồi, ok nha. Vừa rồi mình đã test cho bạn thấy thì cái silicon SPK này cực kỳ tuyệt vời nha. Rất dẻo dai và chịu được mọi thời tiết khắc nghiệt luôn. Từ nóng đến lạnh vẫn bình thường nha. Và có một cái rất hay. Silicon này á. Những cái loại silicon khác các bạn để mà không có bịt chẳng hạn, hoặc hơi bịt thế này thôi, thì một thời gian nó sẽ khô, khô hết nguyên cái silicon nha. Còn ở đây các bạn chỉ cần bọc một miếng ni lông thôi và rút ra, thì cái đầu nó chỉ khô đúng một tí đâu này thôi, còn lại vẫn bình thường này. Như vậy á, nếu như các bạn cần dùng một ít chăng nữa thì nó sẽ không bao giờ bị hư ha. Không bao giờ bị hư, nó vẫn dẻo thế này. Đó. Không bị khô cứng nha các bạn. Mình chỉ cần bịt sơ thế này thôi là được rồi, để cả tháng không sao. Rất là hay nha. Như vậy, nếu như các bạn có nhu cầu sử dụng silicone, đừng bỏ qua loại này, cực kỳ tốt, mình đã test rất là ok nha. Hy vọng video sẽ hữu ích cho các bạn, mong các bạn chia sẻ đồng cũng biết. Chào các bạn nha.